Yeah. Cứ cứ qua nó đi chị thôi. Làm đưa xuống đây dẫn đỡ chẳng dễ thấy thấy không? Thì đó em đưa ngược đấy. Xong hơi xong chưa? Sao gì xin quạt lại á? Đau là gì? Đau. Những nhỏ đau hơn mấy bữa thôi đó. Khó mấy cái mụn này là kiểu như là mụn khó. Không phải mụn kia là già quá rồi nên là dễ hơn. Mụn này là còn sót lại. Không thấy nó là máu nè.
cục này. Đợt này đau hơn à? Đau. Ừ. Đợt trước nặng nhiều rứa mà không đau à? Ừ. Anh lẫn nổi lên quá kìa. Ăn cơm lên gần lòi ra luôn, còn đi ăn hơi sâu. Thành ra sẽ hơi đau. Không, nhưng mà cũng chịu đau lây đau. Do mình quá nhiều. Bữa Liên cũng xuống đang nặng nè. Con hắn đi khử thăm môi đó. Môi đẹp chưa? Thấy thăm chưa? Không để ý nữa. Chưa để ý tới con. Chắc hết rồi, chắc hết thăm rồi. Thăm cái ám an. Nhớ má nó bị giống ba nó môi. Môi thăm thăm. Đen luôn chứ thầm gì. Thầm còn chấp nhận được. Đen. Đen luôn. Nó tự ti luôn á. Tậu con bé gì sợ. À, bữa nay chắc tự tin rồi đó. Mình cũng làm được hả? Dạ làm chứ. Làm nhiều thứ. Nên nó đau. Đau quá à.
đau vậy nè.